Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Khoa và Công nghệ đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng thành công nhãn hiệu cam Hưng Yên đã góp phần khẳng định chất lượng, quyền sở hữu, nâng cao giá trị cho sản phẩm. Tỉnh Hưng Yên có hơn 1.600 ha trồng cam, sản lượng hàng năm đạt trên 30.000 tấn quả. Đặc biệt, có khoảng 1.000 ha được trồng theo quy trình Việt Gáp. Nhiều nơi đã hình thành những vùng trồng cam quy mô lớn với quy trình thâm canh hiện đại. Cây cam trở thành một trong những giống cây trồng chủ lực của tỉnh cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, người dân còn gặp phải một số khó khăn trong quá trình tiêu thụ do chưa xây dựng được nhãn hiệu. Nhiều nơi còn nhầm lẫn sản phẩm cam Hưng Yên với các vùng miền khác. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại vào trồng cam như xây dựng mô hình cam ít hạt và không hạt, nghiên cứu khắc phục bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam. Song song với đó, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Vừa qua, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 349502 cho sản phẩm cam Hưng Yên. Rất là tin tưởng và phấn khởi ở chỗ là đã có thương hiệu rồi thì chúng tôi phải là xây dựng thương hiệu còn tốt hơn nữa. Thì trước hết là phải quy duy trì làm sao được cái an toàn vệ sinh thực phẩm, mà đặc biệt đó là cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra là trong cái duy trì Việt Gáp. Trong cái duy trì Việt Gáp rồi thì chúng tôi đã phải xây dựng làm sao là đồng bộ về cái thương hiệu cũng như là cái sản phẩm chất lượng của mình. Logo, nhãn hiệu chứng nhận cam Hưng Yên được thiết kế có hình tròn, hình vẽ tượng trưng là mặt cắt quả cam bổ ngang với các múi cam màu vàng và hình văn miếu xích đằng màu nâu nổi bật. Ngày 2 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ đã trao quyền sử dụng nhãn hiệu cho 5 hợp tác xã sản xuất cam lớn của tỉnh. Thì Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các cái sở ngành liên quan và các cái địa phương tiếp tục đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào canh tác và phòng trừ dịch hại cho cây cam cùng với ngành công thương để xây dựng cái bộ nhận diện thương hiệu cam Hưng Yên, nâng cao cái uy tín và cái thương hiệu cam Hưng Yên đã được bảo hộ. Người dân Hưng Yên đang phấn khởi đón một mùa cam ngọt thơm, tin rằng việc xây dựng thành công nhãn hiệu cam Hưng Yên sẽ giúp nâng tầm giá trị, đưa sản phẩm đến với đông đảo người dân khắp các nơi trong cả nước. Gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng dưa lưới ở huyện Phù Cừ đã tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Dưa lưới là giống cây trồng cho giá trị kinh tế cao, nhưng có nhiều sâu bệnh, nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Nắm bắt được điều này, năm 2017, ông Hoàng Văn Điệp ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến đã mạnh dạn đầu tư làm nhà lưới quy mô hơn 8.000 m2 để chắn côn trùng, khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Quy trình sản xuất khép kín, dinh dưỡng được pha tự động và tưới đều lên cây. Cùng với đó, ông đưa vào gieo trồng nhiều giống dưa mới nhập khẩu từ nước ngoài như Nhật Bản, Malaysia. Nhờ đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các diện tích trồng dưa của ông luôn cho sai quả. Năng suất trung bình 2,5 tấn trên 1.000 m2 với giá bán từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Dưa này thì cũng chỉ là khó chăm sóc. Nếu như mà mình không chăm sóc kỹ, chẳng may mà phải vi khuẩn, vi sinh hoặc lấm bệnh là hầu như là dưa sẽ bị hỏng. Cho nên là bắt buộc mình phải trồng trong nhà kính và chăm sóc theo công nghệ cao. Anh Bùi Văn Phương ở thôn An Cầu, xã Tống Trân là một trong những người tích cực đưa công nghệ cao vào áp dụng trên cây dưa lưới ở huyện Phù Cừ. Hiện nay, mô hình của anh có quy mô hơn 6.000 m2. Nhờ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nên gần như anh không phải thuê thêm lao động. Cây dưa lưới không trồng dưới đất mà trồng trên giá thể đã qua xử lý, không sử dụng nước ở ao hồ nên hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Nhà lưới được khử trùng trước khi trồng, sản phẩm sau khi thu hoạch được dán tem truy xuất nguồn gốc và lấy mẫu kiểm tra định kỳ. Áp dụng cái công nghệ cao từ cái việc là sản xuất trong hệ thống nhà lưới nhà màng. Hệ thống tưới giỏ giọt tự động giảm thiểu được cái nhân công, giảm thiểu tối đa cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cho ra cái sản phẩm vừa an toàn vừa chất lượng. Những mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, vừa cho giá trị kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.